Chào các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu làm đến cái phần texture cho phần đầu nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải export cái đầu này ra đã. Đấy, chúng ta sẽ export ở cái subdivision số 2 nhé. C plugin này, F-based, export hết. Low poly. Rồi, ok. À, các bạn chọn thêm visible nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái Maya này ra. À, tạm thời ta ẩn cái phần thân này đi. Ctrl H. Import. À, import lại cái đầu ở đây để gán cái gán texture, gán vật liệu nó. Tại sao chúng ta lại phải gắn vật liệu? Tại vì ở đây nhá, chúng ta đã có được cái phần mắt đấy, và một cái phần đầu mà mình muốn bây giờ đưa cả cái phần mắt và phần đầu vào trong Substance Paint thì mình sẽ phải gắn cho cái phần mắt một cái texture riêng và vật liệu riêng vào phần đầu một cái vật liệu riêng thì vào trong Substance Paint thì mình sẽ và nó sẽ tách các offset theo những cái vật liệu đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ import cái đầu vào. Ơ, tại anh về giờ đấy. Ở đây có phần mắt này, mình bỏ đi. À, có lẽ lúc nãy là chúng ta đã export nhầm rồi. Ẩn cái phần mắt này đi. Ta export lại. Ta hết globally. Import hết low poly. Basement. Nghĩ có thể đang bị trùng tên rồi nó không rồi đúng rồi, nó đang bị trùng tên. Rồi cái subtool của mình nó đang có tên là basement này. Và ở đây nó đang có sẵn cái basement, thành ra là do tên nó khác nhau thì nó sẽ không cho mình import. Mình giờ chỉ việc đổi tên lại thôi. Ctrl H, File, Import, hết, Low Poly. Rồi ta gán cho nó một cái texture bất kỳ vào. Đấy, các bạn khi nhớ khi mà mình import những cái này vào trong Substance Paint thì nó sẽ phân tách theo cái vật liệu. Ví dụ ở đây ta đã có được cái Ice Slack này, nó là cái vật liệu Ice Slack này. Đây, bỏ đi. Base. Rồi, mình có thể dùng tặng cái base này cũng được. Base MTL.
Ok, bây giờ mình sẽ xuất cái phần đầu này, lông mi và phần inner, outer không cần. Đó, bây giờ mình sẽ export này ra. Export. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái Substance Paint lên. Các bạn có thể dùng 2019 hoặc 2020 đều được nhé. Thì nó sẽ chỉ khác nhau một chút ở cái phần xuất texture với cả setting trên trên V-Ray thôi. Đấy, 2019 thì nó có cái Max ER. 2020 thì 2020 thì không cần. Đây, SI. Thế các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ phân tích nó sẽ phân tách theo cái vật liệu này. Đấy, bây giờ anh ẩn đi này. Đấy thì nó sẽ nói base, base là cái đầu này. Eyes là cái mắt này. Eye slash là cái phần lông mày này. Anh về giờ đây. Base. Rồi những cái gì đơn giản thì thôi mình cứ làm trước này. Cái eye slash này, mình cho nó một cái, bạn tạo cho nó một cái add a thin layer, cho nó màu đen thôi là được rồi. Bỏ tất cả các kênh đi. Rồi ok. Còn cỡ cái eye inner MTL này thì mình mở lại cái phần texture của nó, ném texture vào là xong. Eyes color unidentify texture project. Ok. Đấy, mình tạo cho nó một kênh add vào đây, bỏ hết đi. Ném cái mắt này vào cái base color. Đó, thế là xong. Mình để một chút cái round net để cho nó phản chiếu môi trường một chút. Ok, cái phần quan trọng nhất, cái base color. Đấy là cái base color ấy nhá, thì mình đã có cái normal rồi. Bây giờ mình sẽ import cái normal vào base mesh chip trừ nm này, cái map mà chúng ta đã lấy ra từ ZBrush ấy. Import vào texture project entity import. Nó sẽ hiện ngay ở đây này. Một là các bạn tìm ngay khi import nhé, nó sẽ hiện có cái khung màu xanh ở xung quanh. Hai là các bạn vào cái phần project ở đây, nó sẽ ở ngay ở đây. Đấy, khi vào phần project thì nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái map mà bạn import vào. Base map rồi ném vào phần select normal. Đó. Ở đây các bạn sẽ thấy cái phần normal mình làm ở trên ZBrush đi, nó sẽ hiện hết ở đây. Giữ shift này, giữ shift di chuột phải. Các bạn sẽ thấy là phần texture mình làm ở trên ZBrush này nó sẽ hiện hết ở đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ base map này, base map để map 8k. Do là mình import map 8k ở đây thì nó sẽ cho phép những cái map khác cũng 8k nữa. Mình không cần normal nữa nhé. Mình sẽ base các map vào workspace này, ambient, curvature, position, không cần thickness. Đó. Bạn thích thêm cái use low polymesh as high polymesh này.
chọn nó khử răng cưa là 4x là được rồi. Không 8x đi. Match. Rồi all the way là được rồi. Ambient bỏ chọn ignore back fade đi. Đấy, sau các bạn ấn vào cái back base ship trừ MTL nhé, không phải là back on nhé, back space thôi. Map ambient sẽ bắt lâu hơn một chút. Rồi, ok. Rồi nha, mình sẽ sử dụng cái các bạn vào phần Smart Material này. Dùng cái mặt xuất skin đi. Đây nó sẽ có mấy cái skin cho mình dùng. Cái con của mình ấy thì nhân vật nó cũng đơn giản thôi nên mình cứ dùng cái sim skin human simple nhé, xóa layer dưới cùng đi. Rồi giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó một chút, bật cái ảnh reference lên. Sau mình sẽ phải sửa cho nó đi thấp xuống hơn một chút. Em cảm thấy là cái phần vị trí đang hơi bị lệch.
phần lông mày đang bị hơi bị lên cao, tất cả lông mày đang bị lên cao. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lại. Đầu tiên là cái phần nhăn nheo ở trên mặt này, nó đang rất là dày, mình sẽ bỏ bớt rồi đi. Đã tìm được phần surface skin này, tìm phần đớt này, tăng kịch nó lên này, phần cloud. Phần cloud thì để tầm 3 thôi. Hiện tại đang thấy nó có một cái vạch ngang ở đây này. Đấy, giờ mình sẽ phải sửa lại một chút, xem tại sao lại bị như thế. Em nên bỏ phần đớt ra đi. Đấy, để tầm 30. Còn cái opacity này để tầm 40. Đấy, cho nó nhẹ bớt đi. Ta bỏ cái phần đốt đi nhá, nó làm kiểu một cái nốt ruồi ấy mà. Đây là có cái AO này. Đấy, các bạn chỉnh đỏ hết cỡ này. Chuyển từ multi sang overlay này để cho nó tươi hơn một chút. Hầu như là những cái này mình chỉnh theo kiểu cảm giác thôi, chả có công thức gì đâu. Mặt cho nó hồng hơn một chút. Đấy, ở đây là 0.052 này, mình chỉnh xuống thấp xuống một chút thôi, 0.036. Mình nghĩ này ok rồi. Nếu phần da nó sẽ bệt bệt thế này thôi, nó sẽ không bóng được. Rồi, tiếp theo mình sẽ đánh cái phần. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh cái phần lông mày đi. Chuyển sang màu đen này. Đấy, khi chuyển sang màu đen các bạn sẽ thấy cái phần bề mặt nó lên rất là rõ. Black mask. Người ta sẽ đánh cái phần màu đen ở mắt này. Người ta tạm thời ta ẩn tạm mấy cái phần mắt rồi đi. Đó, bách màu đen này. Đây trong khi chúng ta phải bách lại rồi.
quên mất là chúng ta sẽ phải bật đối xứng nữa. Bật đối xứng lên. Nếu bạn dùng Wacom bạn tắt cái này đi. Các bạn nhớ nhé, màu trắng này thì tức là nó sẽ hiện, còn nếu mà màu đen ấn X để đảo đi thì tức là nó sẽ ẩn. Phần lông mày này. Đó. Còn cái phần lông mày ở phía dưới ấy, nó chỉ là một cái đường kẻ rất là mỏng thôi. Chỗ này các bạn cứ tô nó cẩn thận nhé. Rồi, bật cái eye slack lên. Đấy, toàn bộ cái lông mày đang bị đẩy hết lên trên này. Có khi chúng ta cũng chả cần cái này nữa. Ta sẽ vẽ cái này rồi sau đó về sau chúng ta sẽ chỉnh cái lông mày sau. Mình cứ vẽ cái này rồi xong rồi mình sẽ chỉnh cho cái phần lông mi nó bám theo những cái đường kẻ của chúng ta. Đấy, nó sẽ giảm, nó sẽ nhạt dần. Đoạn này nó cần phải vẽ tay một chút. Tô xong các bạn ấn chuột phải phía dưới này, chọn vào Add Filter, ấn vào Filter xong rồi chọn Blur, nó sẽ làm mờ đi một chút để vừa thôi. Rồi, tầm 0.3, cái này là ambient chúng ta sẽ phải back lại. Only same mesh name. Đó, thế là hết rồi.
Ở đây thì ra chúng ta cũng chưa thấy thẳng lắm đâu. Nếu mình nhìn xa cũng chưa thẳng lắm. Vậy chúng ta có thể vẽ, chúng ta nên vẽ thêm một chút nữa. Đây, giữ ship. Rồi, bây giờ ta sẽ đánh thêm một cái lớp màu hồng ở phía dưới. Đấy, một cái lớp màu hồng ở phía dưới. Rồi, có lẽ mình sẽ cần phải đánh cho cái phần phía trên này nó đậm hơn một chút nữa. Đây, chúng ta sẽ đánh một cái lớp màu hồng 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 ở xung quanh, chính là lớp này. Mình tạo một layer mới đẩy xuống dưới. Màu hồng như này, chuột phải, add black mask. Rồi, xong rồi ấn 1. Đấy, nó sẽ quay về cái dạng bút này. Thật ra khi mà các bạn ấn vào cái phần mask ở đây, nó sẽ tự động nó hiện ra cái phần bút này rồi. Rồi tiếp theo tìm đến cái phần stroke opacity. Mình sẽ giảm cái bút xuống để mình vẽ thật mờ thôi. Đây, khoảng tầm 6. Bút zoom to ra một chút. Material mình chuyển sang kênh base color nhìn cho nó dễ. Đấy, và bây giờ bắt đầu tô. Đấy, mình sẽ vẽ cái vùng này nhé. Đấy, cái vùng này và cái phần đuôi mắt. Lại tiếp tục thêm cái add fill cho nó blur thêm một chút.
background nét này, mình chỉnh kịch lên. Rồi bây giờ mình sẽ Ctrl D để đánh vào những cái bộ phận khác như là mũi này, má này. Rồi Ctrl D. Rồi để kịch lên. Base color. Cái opacity mình chỉnh thấp xuống một chút, tầm 4 thôi. Phần X này, để xóa bớt đi. Xóa bớt chủ yếu là cái phần viền của nó. Tiếp vào phần má. Thực sự thì vẽ texture ở trên cái texture này thì cái phần vẽ tay này nó khá là tệ. Phần mềm vẽ tay khác thì sắp thành pen thì thực sự rất là yếu. Giảm bớt đi một chút. I'm making a clip tutorial. Okay. See you. See you. See you tomorrow. Vừa rồi là sếp của mình thôi. Đánh thêm một chút vào những cái phần khuất khuất này. Bạn dùng cái bút cũ cũng được nhé. Không, cái đoạn này không cần phải thay đổi cái đầu bút này đâu, không cần phải thay đổi alpha đâu. Rồi, bây giờ mình
mình sẽ đánh cho nó thêm cái lông mày vậy. Nếu con nhân vật nó không có lông mày nhìn trông chán đời quá. Rồi, chuột phải chọn Add Black Mask. Add Black Mask lại để vẽ lại. Đầu tiên ta cứ vẽ cái form của nó một chút thôi, rồi sau lúc sau chúng ta sẽ tỉa cái lông mày của nó. Rồi, cái phần này các bạn sẽ dùng texture ở trên Photoshop xong rồi ném vào cũng được. Đến đoạn vẽ cái lông mày thì mình tăng lên một chút. Đây, cái cách vẽ thì nó sẽ như thế này nhé. Cho màu nó bớt đi một chút. Để bỏ bớt cái phần này đi.
chỉ có ở phần đuôi mắt thôi. Nhà mình cũng phải chỉnh lại cái phần AO này. Overlay nhưng mà nó nhẹ nhẹ bớt đi. Nó mạnh quá. Phần này mình sẽ đánh lên cao hơn một chút. Phần má thì mình muốn nó mạnh hơn một chút nữa. Phần tai nó cũng rất là đỏ ấy. Rồi, bớt xuống một chút này. Sau bây giờ mình sẽ làm được cái phần môi nhé. Tạo một cái mới này, râu nét để thấp, màu hồng hồng gần sát với màu da người này, chuột phải, apply mask. Giờ mình sẽ đánh cái màu môi nền cho nó cao lên một chút. Ôi, cái này kinh quá. Nó gần sát với màu da người nhưng mà nó tươi hơn một chút. Đó, kiểu như này, ok. Ấn F3 nha, để tô cho nó dễ. Material, chọn Base Color. Ấn bờ. Rồi chuột phải chọn cái Add Filter, chọn Blur cho nó mờ đi một chút, mờ cái viền này. Đó, ok. Giờ mình sẽ tạo thêm một cái nữa, Ctrl D lên. Lần này mình sẽ cho nó màu đỏ tươi đậm. Bớt đi một chút. Đó, thế là sẽ có một cái màu nền ở phía dưới mà có một cái màu đỏ tươi ở phía trên. Các bạn muốn chỉnh màu nó như thế nào thì cũng tùy nhé. Còn cái độ bóng hay không này, các bạn để cho nó căng mặn thì bạn chỉ cái round neck này, càng xuống thấp thì nó càng bóng này. Rồi, ok.
mắt này thì đổi nó sang cái màu khác là gì. Chân đi, muốn có một cái lớp blur mạnh nữa. À, mình còn một cái lớp màu hồng hồng ở bên trong này nữa này. Cho lên trên cùng. Rau nét thấp thấp xuống cho nó màu hồng, màu của thịt. Chầm chầm xuống một chút. Add black mask. Rồi bây giờ mình sẽ tô ẩn tạm cái phần mắt đi, rồi bắt đầu tô cái sao. Mình sẽ cho nó tối nó trầm xuống một chút. Blur nhẹ thôi. Cái phần lông lông mày các bạn có thể tách riêng ra để sau mình mình sửa sau cũng được nhé. Để các bạn có thể export như này này, xong mình vẽ lông mày, mình gán lông mày vào sau cũng được. Vì vẽ nó chờ trên cái Saturn Paint thì nó hơi hơi sida.